Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Giải mã cách hoạt động của máy kinh tế toàn cầu của tác giả Gerard Dow. Mình là Quỳnh Anh. Sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Phần 1. Quy luật. Ray Dalio, một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay, với quỹ đầu tư trị giá tới 16 tỷ đô, đã từng giải thích rằng kinh tế vận hành như một cỗ máy. Kinh tế vận hành như một cỗ máy là như thế nào? Nghĩa là nó vận hành tuân theo một tập hợp các quy luật bất biến. Nếu bạn hiểu quy luật, bạn sẽ hiểu tại sao chu kỳ lại xuất hiện. Hãy cùng nhìn vào biểu đồ dưới đây. Với màu đỏ biểu thị cho chu kỳ nợ ngắn hạn, màu xanh dương là chu kỳ nợ dài hạn, còn màu xanh lá là tăng trưởng sản lượng tương đương với tăng trưởng kinh tế. Trước tiên, có một điều bạn cần phải biết mà không nhiều người thật sự hiểu. Sự xuất hiện của chu kỳ trong thị trường đi liền với sự phát triển kinh tế trong xã hội. Điều này có nghĩa là sao? Rất đơn giản, trong một thế giới đứng yên, không hề có sự phát triển kinh tế, xã hội hay công nghệ, xã hội đơn giản là sẽ trì trệ. Xã hội hiện tại và xã hội 300 năm sau sẽ giống y hệt nhau, chu kỳ sẽ không xuất hiện, bong bóng sẽ không xuất hiện. Xã hội đơn giản là không di chuyển. Nói một cách khác, sự phát triển kinh tế xã hội gây ra chu kỳ và dĩ nhiên là cả bong bóng. Phần 2. Dẫn chứng lịch sử. Tôi biết điều mình vừa viết khá là khó hiểu và cần phải có dẫn chứng. Nếu bạn đã đọc cuốn Sapiens của tác giả Yuval Harari, sự phát triển vượt bậc dẫn đến sự thống trị tuyệt đối của loài người trên trái đất chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn so với lịch sử tồn tại của con người. Trong một khoảng thời gian dài, xã hội gần như đứng yên. Sự phát triển kinh tế hàng năm mà bạn cho là hiển nhiên là một khái niệm xa lạ với những người thuộc nền văn minh cổ đại. Nạn đói xảy ra khắp mọi nơi. Cách hiển nhiên và dễ nhất để làm giàu cho quốc gia là đi xâm lược. Nước thắng cuộc thì sẽ cướp bóc và đô hộ nô lệ. Nước thua cuộc thì sẽ mất tất cả. Đế chế Mông Cổ và La Mã hay Alexander the Great đều đã lưu danh lịch sử bởi phương pháp như thế. Trong một xã hội trì trệ, cách phát triển hiển nhiên nhất là đi cướp bóc và đàn áp nô lệ. Phần tao thắng được sẽ là phần mất mát của mày. Xã hội xoay vòng một cuộc chơi zero sum game như poker. Thắng làm vua và thua làm giặc. Vậy điều gì đã thay đổi? Đó là khi Johann Gutenberg đã phát minh ra máy in đầu tiên. Có thể nói, máy in đầu tiên là sự cách mạng trong thông tin đầu tiên diễn ra trên xã hội loài người. Qua đó, làm nền tảng cho thời kỳ khai sáng và cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật diễn ra sau đó. Và dĩ nhiên, sự lên xuống của chu kỳ và bong bóng cũng đã bắt đầu xuất hiện từ thời điểm không lâu sau đó. Dĩ nhiên, đô hộ nô lệ và chiến tranh vẫn đang diễn ra, nhưng nó không còn là cách duy nhất để làm giàu nữa. Lợi ích ngày càng giảm và hậu quả ngày càng lớn. Tranh giành một miếng bánh cố định từ từ trở thành một phương pháp không còn được ưa thích. Thay vào đó là làm cho miếng bánh trở nên to hơn và tất cả mọi người cùng được phần bánh lớn hơn. Đây từ từ đã trở thành một phương pháp hấp dẫn và tuyệt vời trên mọi khía cạnh. Không phải ngẫu nhiên, những sự phát triển vượt bậc trong tư duy xã hội như xóa bỏ chiến tranh và nô lệ đã xảy ra cùng lúc với sự phát triển tốt bậc về mặt kinh tế xã hội và công nghệ, kỹ thuật. Sách vở đã không còn là sự sở hữu xa xỉ của giới nhà giàu nữa. Knowledge is power. Phần 3. Tín dụng, phát minh vĩ đại trong kinh tế. Tín dụng là gì? Nó là nợ. Vậy bạn có hiểu nợ thật sự là gì không? Nó là tín dụng. What the f***? Tín dụng là lời hứa của người mượn và niềm tin của người cho vay. Lời hứa sẽ trả nợ trong tương lai của người mượn và niềm tin của người cho vay là người mượn sẽ thực hiện đúng lời hứa đó. Đó là một cách giải thích phổ biến. Cách giải thích không phổ biến là bạn lấy phần thu nhập trong tương lai và tiêu xài ngay bây giờ. Hãy ghi nhớ khái niệm này vì nó sẽ giúp bạn hiểu tại sao chu kỳ trong thị trường tồn tại một cách song song với tín dụng hay còn gọi là nợ. Chúng ta hãy cùng xem lại biểu đồ thêm một lần nữa. Hãy tưởng tượng rằng nếu đường xanh lá trở thành một đường nằm ngang, chu kỳ màu đỏ và chu kỳ màu xanh cũng sẽ trở thành đường ngang và rồi chu kỳ sẽ biến mất. Do đó, để hiểu chu kỳ, bạn cần phải hiểu đường xanh lá này là gì. Phần 4. Giải thích. Tăng trưởng kinh tế là gì? Điều gì gây ra tăng trưởng kinh tế?
do bài viết này được viết để hướng tới đối tượng người đọc rộng, các PhD kinh tế chuyên vặt lông tìm vết, xin mời đi chỗ khác. Bài viết này sẽ không thỏa mãn tính tỉ mỉ của các bạn đâu. Tăng trưởng kinh tế có thể hiểu một cách đơn giản nhất là tổng tiêu xài trong xã hội tăng lên, càng nhiều người càng tăng lượng tiêu xài trong xã hội, càng nhiều người càng có thêm thu nhập, càng nhiều người càng có điều kiện để tăng tiêu xài. Từ đó, tạo ra một vòng tròn trong thời kỳ kinh tế phát triển, hay còn gọi là bull market. Nếu vậy, sự tăng lên trong tiêu xài từ đâu mà có? Nó đến từ một trong những phát minh vĩ đại nhất trong kinh tế, đó chính là tín dụng. Cách giải thích không phổ biến của tín dụng là bạn lấy phần thu nhập trong tương lai và tiêu xài ngay bây giờ. Điều này cho phép bạn tạo ra giá trị ngay lập tức để dành cho việc tiêu xài ngay tại thời điểm này. Nhưng giá trị không thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Cái giá bạn phải trả là một phần doanh thu trong tương lai phải được dùng để trả nợ. Tại sao tín dụng lại là một trong những phát minh quan trọng nhất trong nền kinh tế? Bởi vì nó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội bằng cách luân chuyển đồng tiền trong xã hội theo cách tối ưu nhất. Nó chỉ khả thi khi niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn đang rất phổ biến trong xã hội. Một xã hội phát triển hàng năm là rất hiển nhiên đối với bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, điều này chỉ xảy ra trong vài thiên niên kỷ gần đây, khi khoa học công nghệ xã hội liên tục phát triển vượt bậc. Khi thế giới ở thời đại có những người tin rằng trái đất là mặt phẳng, sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn là không có cơ sở. Xã hội không hề thay đổi trong cả trăm năm, tương lai không hề thay đổi, kinh tế sẽ trì trệ, doanh thu tương lai không tăng, dẫn đến rủi ro cao, ngu sao cho mày mượn tiền được. Sự tăng trưởng của kinh tế gắn liền với sự tăng lên trong tổng tiêu xài của xã hội được thúc đẩy bởi sự phổ biến của tín dụng. Nói một cách khác, tăng tổng tín dụng tương đương với phát triển kinh tế. Nhưng như mình đã nói, giá trị không thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Cái giá bạn phải trả là một phần doanh thu trong tương lai phải được dùng để trả nợ. Bạn dùng tín dụng để tăng tiêu xài ngay tại thời điểm bây giờ, nhưng một lúc nào đó trong tương lai, bạn sẽ phải giảm tiêu xài để trả nợ. Câu hỏi đặt ra là, tại sao thị trường trong thời kỳ tăng trưởng, hay còn gọi là bull market, lại có thể diễn ra trong một thời gian dài cho đến khi bắt đầu đi xuống, hay còn gọi là bear market? Sự chậm trễ trong việc giảm tiêu dùng trong tương lai để trả nợ tín dụng chỉ diễn ra trong điều kiện lượng tăng trong thu nhập lớn hơn lượng tăng trong tín dụng. Tăng tín dụng tương đương với tăng tiêu xài, và tiêu xài của bạn là thu nhập của người khác, nên tăng tổng tín dụng tương đương với tăng tổng tiêu xài và cũng tương đương với việc tăng tổng thu nhập. Vòng tròn này sẽ tiếp tục diễn ra cho tới khi tăng tổng tín dụng vượt qua mức tăng thu nhập. Khi sự cách biệt ngày càng lớn, không còn cách nào khác phải giảm tiêu xài để trả nợ. Mình đã đơn giản hóa quá trình này khá nhiều. Trên thực tế, nhiều người dùng tín dụng A để trả tiền nợ tín dụng B và dùng B để trả cho C, vân vân, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Và holy moly, mọi rắc rối bắt đầu xuất hiện khi tiêu xài trong xã hội giảm, đánh dấu sự xuất hiện của bear market hay là depression. Khi tiêu xài giảm xuống, cũng là lúc thị trường bắt đầu đi xuống, giá trị đồng tiền mất đi, người dân xếp hàng rút tiền ra khỏi ngân hàng và trữ lại trong két sắt. Ngân hàng sẽ không còn cho mượn nợ nữa, tín dụng bắt đầu khó tiếp cận. Công ty làm ăn bết bát cắt giảm nhân sự, thất nghiệp tăng lên. Tất cả tạo ra một vòng tròn trong thời kỳ thị trường đi xuống. Phần 5. Vai trò của nhà nước. Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề chu kỳ của thị trường? Nhà nước đóng một vai trò kiểm soát thị trường bằng cách thiết lập mức lãi suất nhằm kiểm soát hoạt động kinh tế diễn ra. Khi thị trường đang tăng trưởng quá nhanh, cũng đồng nghĩa với việc tăng tiêu xài, tăng tín dụng, tăng mức lạm phát, thì nhà nước sẽ thiết lập mức lãi suất cao để giảm sự phổ biến của tín dụng và qua đó kìm kẹp hoạt động kinh tế đang diễn ra. Khi thị trường quá ảm đạm, mức lãi suất sẽ ở mức khá thấp nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng hoạt động kinh tế thông qua sự phổ biến của tín dụng. Dĩ nhiên, thực tế phức tạp hơn rất nhiều và nhà nước không thể kiểm soát hoàn toàn nền kinh tế. Nếu kiểm soát được thì bong bóng đã không bao giờ xảy ra. Do đó bạn có thể thấy, việc phát triển kinh tế gắn liền với việc kiến tạo chu kỳ thông qua tín dụng, bong bóng hay thời kỳ đại suy thoái, The Great Depression, diễn ra bởi vì chu kỳ mất kiểm soát và tạo ra vòng xoắn rất khó gỡ ra. Bài viết này chỉ giải thích vòng chu kỳ ngắn hạn mà vẫn chưa giải thích được vòng chu kỳ dài hạn. Nếu mình thấy bài này được đón nhận, thì mình sẽ viết tiếp giải thích về chu kỳ nợ dài hạn. Enjoy! Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn muốn tìm đọc thêm những bài viết có nội dung tương tự như vậy, thì có thể đăng nhập vào spyroom.com để tìm hiểu thêm nhé. Mình là Quỳnh Anh, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!